xin lỗi, tôi đang tìm cách đậu xe thì lỡ tay. À xin lỗi, tôi thấy anh cố tình lái xe tông vô xe của cô ấy mà. Không ai được thấy mấy tấm hình này. Đô Trang à, con đi du học nha. Du học sao? Vậy còn chuyện chuẩn bị ra trường luật của con thì sao? Cô có thể học luật ở nước ngoài mà. Làm ở nước ngoài cũng được đó. Có phải là mất trí rồi không? Con gái mì rành của hai chúng ta cũng rất muốn được đi du học, nhưng mà con gái người khác định lại như vậy. Con không phải là con gái của ba mẹ sao? Ba, nước của con là ai hả ba? Lừa đảo biến thái. Giờ đó, sao cô lại? Ai cho cô quyền vào đây vậy chứ? Tôi là thư ký ở đây. Xin giới thiệu, tôi là giám đốc của Berman Food đó. Giám đốc gì chứ? Hôm nay tôi tổ chức tiệc vì tôi muốn chào mừng hai nhân viên. Mời chân Seho, tôi là Seho. Kim Doran. Xin chào, tôi là Doran. Tôi sẽ cố hết sức mình. Ôi trời ơi, Mơn Hy à. Mơn Hy ơi, em cùng tới là cho chị lo muốn chết luôn đó Mơn Hy à. Mẹ của mình đã biến mất nữa sao anh? Alo, sao? Mẹ của tôi lại tới chỗ của cô nữa à? Tôi có nghe kể, hôm qua bà của tôi lại tới nhà của cô nữa. Thật lòng cảm ơn cô đã chăm sóc cho bà tôi nha. Ờ, không có gì, cũng đâu phải là tôi không biết bà. Tôi cũng biết bà không được khỏe, nên không sao. Tôi xin phép nói thẳng, hôm đó tôi thực sự nghĩ giám đốc sắp chết nên mới vội vàng hô hấp nhân tạo với mục đích duy nhất là để cứu sống anh. Bây giờ vậy đi, chúng ta hãy cùng thừa nhận sai lầm, sau đó ngừng chiến, cô thấy sao? Coi như hòa nhau nha. Hai đứa muốn chuyển về đây để ở với người lớn sao? Dạ phải. Nè Đa Gia, thiệt thòi cho con lắm. Dạ không sao đâu bà. Nhưng khi nào muốn chuyển ra ngoài thì cứ nói với mẹ nghe chưa? Dạ. Cô tới để dự đám cưới của gia đình chủ tịch sao? Dạ, chủ tịch Quang cũng gửi thiệp mời cho mấy thư ký khác trong phòng thư ký tới nữa đó chú. Chắc đồng nghiệp của cô đang tìm cô vào trong đi. À, dạ. Có ai ở đây muốn được chụp hoa cưới không? Ô, ném hoa cưới kìa. Chú Hy ra, cố chụp nha. Cho hỏi hai chú là ai vậy hả? Mẹ cô Su Văn Cha đang ở đâu? Tôi không biết mà. Ừ, nhỏ này có nói không vậy hả? Hả? Anh có chắc đây chính là giấy nợ của bà Su Văn Cha hay không vậy? Nếu ông không tin thì có thể đưa bà ta tới đây. Đúng số tiền này rồi. Tôi đã trả nợ rồi. Sau này anh tuyệt đối đừng tới làm phiền bà Su Văn Cha, cũng không được tìm con gái của bà ấy. Đương nhiên là vậy rồi. Em hãy dắt mẹ của em rời khỏi nơi này liền cho chị đi. Ôi trời trời trời, nhỏ vô ơn, ăn mày còn được đối xử tử tế hơn vậy nữa. Mẹ. Ôi mẹ ơi. Ôi mẹ ơi. Dạ chủ tịch Quang, bây giờ sao? À, dạ dạ không sao đâu, tôi đã biết rồi, tôi chuẩn bị tới liền. Mình đưa mẹ vào trong viện dưỡng lão đi. Viện dưỡng lão sao? Tôi có một chuyện này muốn nhờ thư ký Kim giúp đỡ. Cô có thể qua nhà của tôi để đóng giả làm Mơn Hy, em gái của mẹ chồng tôi được hay không? Đúng là ba của Doran rồi. Là ba Doran có phải vậy không? Thế mà tôi... Cậu đã từng thuê phòng sống ở nhà tôi đó. Hồi mẹ Doran mất, tôi đã chăm Doran một thời gian đó. Cậu thật sự không nhớ ra tôi sao? Tôi ghét những thứ mập mờ không rõ ràng, vậy nên tôi lặn lội tới tận đây để nghe anh nói. Anh Đê Rúc đang hẹn hò với người khác trong khi gặp gỡ tôi sao? Nếu có tôi tuyệt đối sẽ không đi chơi với cô. Nhưng cách đây không lâu, tôi chợt nhận ra là bản thân mình đã thích một người khác. Cô có thể vô bếp pha cà phê giùm tôi có được không? Tôi sao? Cô cứ ngồi đó đi. Ờ chú Khang. Cô ấy không phải là người làm việc nhà ở đây. Chú là ai mà lại dám xen vô chuyện con sai ai? Chú nói không có gì sai hết mà. Cô nói cái gì? Con đang làm cái gì vậy? Để tôi nói cho cô nghe nha. Hình như người giám đốc Quang thích làm việc ở công ty chúng ta luôn đó. Sao?
chúng ta sắp bị phát hiện rồi. Chuyện anh đã chia tay với con gái của công ty dược phẩm Khiêu vì anh đã thích một người phụ nữ khác rồi đó. Với lại người mà anh thích đang làm việc ở đây nữa. Đây là điều dưỡng chuyên về bệnh đạn trí, tên Park Mi Ốc. Nhìn cô còn trẻ như vậy mà đã là điều dưỡng kỳ cựu rồi sao? Tôi đã làm việc ở trong viện dưỡng lão cho bệnh nhân đạn trí hơn 5 năm, nên xin phu nhân không cần phải lo lắng gì hết. Em không quên ngày hẹn hò hôm nay chứ? Dorana, nhớ mặt đẹp nha. Thả tim nè. Bông. Cậu thấy Thư Ký Kim thế nào? Tôi thấy cô bé này rất dễ thương. Chủ tịch, nghĩ Dorana của mình là người tốt, nhưng ông ấy sẽ không bao giờ nghĩ con bé sẽ là vợ của con trai mình. Sao tự nhiên chú lại muốn gặp con vậy? Vì tôi có chuyện muốn nói với cậu. À dạ, chuyện gì vậy chú? Nếu giám đốc thực sự thích Thư Ký Kim nhiều như lời cậu nói thì tôi sẽ giúp cho cậu. Giám đốc ạ, làm gì vậy? Tay của em đang lạnh quá trời nè, để anh cầm rồi làm ấm cho em nha. Hai người làm gì ở đây? Vì người trên sân thượng chính là Thư Ký Kim hay sao? Chuyện em Đê rút hẹn hò với Thư Ký Kim là quá sức vô lý. Nhưng mà sao mình vẫn có ý nghĩ lạ vậy ta? Mà nếu như hai người thực sự đang hẹn hò đúng như những gì giáo quan thứ 6 của mình mách bảo thì chắc mẹ sẽ không để yên đâu ha. Mình có biết giờ mẹ đang ở đâu không hả? Mẹ đang ở trong viện dưỡng lão đó. Nếu bây giờ mẹ trở về nhà thì với chứng đản trí của mẹ, mẹ lại muốn đi kiếm Mân Hy nữa. Em không muốn để Đê Rút gặp cô ta nữa đâu. Không bao giờ em để chuyện đó xảy ra, anh hiểu không? Vậy chính là mẹ đã bắt Thư Ký Kim phải chia tay với con sao? Nếu con không hẹn hò với cô ta thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Tôi thấy Đê Rút đã xác định rõ ràng rồi, và tôi tin tưởng con trai mình, nên tôi đã quyết định chấp nhận Thư Ký Kim làm con dâu của tôi. Con đã chấp nhận cho Đê Rút lấy Thư Ký Kim. Dù có chết em cũng không chấp nhận chuyện này đâu. Ba chồng con nói là ba đã chấp nhận cho anh Đê Rút đám cưới với cô Thư Ký Kim kia rồi đó mẹ. Anh Đê Rút còn nói là sẽ dọn ra ngoài ở với bà nếu như mẹ chồng con vẫn phản đối tới cùng đó. Ngồi nghe bà nói là nhà bà không chấp nhận con gái của tôi cũng thấy hơi khó chịu. Nếu bây giờ bà muốn rước đô ra nhà tôi về làm dâu thì ít nhất cũng nên trả phí nuôi dưỡng cho chúng tôi chứ. Hôm nay mẹ của Thư Ký Kim đã nói với em, nếu như chúng ta không trả tiền thì bà ta sẽ không cho cưới. Mình à, phải tính làm sao đây? Bao nhiêu đây chắc cũng đủ cho cô an tâm mà gả đô ran vào nhà chúng tôi. 300 triệu. Hả? Tôi muốn cô viết cho tôi một tờ giấy cam kết. Chúc mừng hai người nha, sắp sửa đám cưới rồi. Anh phải đem lại hạnh phúc cho cổ đó nha, không thì tôi sẽ mất anh trả giá đó. Con mời bà tới dự đám cưới của con. Đô Ran thật sự sắp gả vào gia đình sở hữu Boom and Food sao? Dạ đúng vậy, cậu ấy sẽ trở thành vợ của con trai lớn của chủ tịch đó. Ủa, người đó là ba Đô Ran mà. Mẹ Đô Ran Sô Giang Cha nhận số tiền 300 triệu từ bà quan Đê Rút Bắc Cầm Bơn. Chính vì vậy, sau khi gả Kim Đô Ran rồi, Sô Giang Cha sẽ không bao giờ đòi thêm tiền nữa. Đây là cái gì vậy hả mẹ? Mẹ giải thích đi. Cái gì vậy? Mẹ cho mẹ có Thư Ký Kim tiền, có đúng như vậy không? Em lấy nó ở đâu vậy? Mẹ cho đó. Mẹ cho tiền của mẹ chứ không phải tiền của con. Con lớn tiếng cái gì? Thư Ký Kim, cô hãy nhìn đi. Tới ăn mày còn không làm như vậy nữa. Mẹ không biết phải làm gì với Dora nữa đây. Nhờ có bà mà nó mới lấy được thằng Đê Rút. Mẹ phải bắt Dora làm nội trợ thôi. Em nói mẹ mất tích là sao? Em không ở nhà hả? Tất nhiên là em ở nhà rồi, nhưng mẹ cứ như vậy mà biến mất thôi. Mẹ à? Bà ấy ra ngoài tìm cô bởi vì cô không có ở nhà đó, nghe chưa? Vậy nên tôi mới kêu cô là hãy nghỉ việc đi. Tại sao cô không chịu nghe lời vậy hả? Sao mẹ có thể nói như vậy chứ? Chủ tịch gọi cô ra bên ngoài kìa. Tôi thấy bên ngoài có một chiếc xe mới. Bà đã đi làm về rồi sao? Đúng vậy, lạnh lắm mẹ ra ngoài này để làm gì chứ? Kể từ bây giờ chiếc xe này của con
Dạ, tôi cảm ơn ba rất nhiều. Được rồi mà. Mình mua xe cho Doran đó hả? Ừ. Miranda. Lạnh lắm đúng không? Ừ. Sao thằng nhóc đó nhìn giống con trai bà chủ vậy ta? Đây là... Đây là bạn gái của con. Ừ, bạn gái của con sao? Dạ. Con muốn kết hôn với cô ấy. Đám cưới hả? Bất ngờ lắm có đúng không? Ngày kia hai gia đình sẽ gặp mặt. Chị với anh rể tới có được hay không? Tất nhiên là phải tới rồi. À, xin chào bà. À, xin chào bà, sao bà tới sớm vậy? Gu đê hả? Đê rút hả? Anh, chị dâu. Mẹ có biết anh của con muốn lấy ai hay không hả mẹ? Người đó chính là em gái của thư ký Kim đó mẹ. Cái đồ xấu xa. Cái đồ cáo già. Chị là ai mà dám lấy anh tôi hả? Em làm cái gì vậy hả? Đường về mình đi ăn cháo nha. Cũng được đồ ra nè. Ba có chuyện này muốn nói với con. Ngày nào cũng nghe giọng chị dâu. Bộ mẹ nhận không ra hả? Ba ơi, ba có chuyện gì muốn nói sao? Ở đây còn có hình chụp nữa nè. Có phải là tài xế Can với là chị dâu hay không? Mẹ ơi, tôi không muốn nhìn thấy mặt kẻ không biết xấu hổ như cô. Cô mà biến đi. Chào chủ tịch, chào phu nhân. Cô Jo à, mấy gì cái này đấy? Là sao hả? Đồ đạc của Duran, con đã đuổi nó đi rồi, cho nên đồ của nó cũng phải đem đi. Cái gì? Xem là em nhất quyết muốn bắt tụi nó chia tay rồi. Phải, em muốn như vậy đó. Muốn tụi nó chia tay. Cho dù chúng ta phải ly hôn nhau sao? Vậy chứ sao? Hai vị đã thỏa thuận ly hôn, cho nên tôi mới tới đây để bàn về chuyện tài sản và tiền cấp dưỡng đó mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghĩa là ba mẹ sẽ ly hôn thiệt sao? Alo chị nghe. Cũng vì mấy chuyện chị và ba chị gây ra mà ba và mẹ cãi nhau đòi ly hôn kia kìa. Chị là ai mà lại dám chia rẽ mối quan hệ đó? Xin ba với mẹ đừng ly hôn chỉ vì con mà. Ba ơi đừng như vậy. Nếu con đúng là nguyên do thì con sẽ ly hôn. Địa chỉ người nhận gửi phạm nhân Kim Dương Hun. Người tên Kim Dương Hun đó là ai chứ? Vậy là ba đã đổi tên thành Kang Su In hả? Anh ơi, anh ơi, anh Dương Hun hả? Vậy không lẽ là ba mình đã từng ở tù hay sao? Mẹ cô lấy 50 triệu của Đê Rút để làm đám cưới cho đứa em gái của cô. Cô biết chuyện đó đúng không? Con xin lỗi mẹ. Tôi không thể nào chịu đựng được cô nữa rồi. Cô hãy ly dị với Đê Rút liền đi. Ly dị rồi dọn đi ngay. Mẹ, là chuyện gì nữa? Anh Đê Rút à, tụi mình ly hôn đi anh. Sao tự nhiên Đô đang cư xử kỳ vậy? Em nghĩ là em không thể sống chung với anh Đê Rút được nữa. Ủa sao về có một mình vậy? Chắc tụi con sẽ ly hôn như mong muốn của mẹ đó hả? Được rồi, cô muốn nói gì mà không thể nói ở nhà được chứ? Nói tôi nghe coi. Con mới quyết định con sẽ ly hôn với anh Đê Rút. Con thực sự sẽ ly hôn với Đê Rút sao? Đô ra đà ra ở riêng chứ đừng có ly hôn nha con. Con có chuyện gì muốn nói với anh sao? Trước khi em đi Busan, em đã lỡ miệng nói với con gái anh rồi. Hồi còn ở trong tù, em nợ anh rất nhiều. Em lỡ miệng nói vậy đó. Là bác gọi. Dạ con nghe nè bác. Bác vừa thấy người 25 năm trước đã sát hại ba của con. Bác nói gì? Hình như tên sát nhân đó đã được phóng thích rồi. Cảm ơn. Vậy người đã sát hại ba của mình lúc trước là ba của chị dâu. Tôi phản đối cái đám cưới này. Chàng đại gia, em đang làm gì vậy? Người đàn ông này đã giết chết ba của con đó mẹ. Trời ơi, con nói gì? Từ bây giờ trở đi, cô sẽ phải mang danh con gái của kẻ giết người. Chị cô đã ly hôn chồng và dọn đi rồi, nhưng sao cô vẫn còn ở đây vậy hả? Nếu cô vẫn còn lòng tự trọng thì tự ra đi đi. Nói là cô không thể sống với cô rê nữa. Con nhỏ Miran, nó là gia đình với kẻ đã giết ba con đó.
mẹ sẽ không để nó bước chân về nhà này đâu. Bệnh tình của tôi sao rồi? Cậu bị viêm gan giai đoạn cuối. Căn cứ theo bệnh trạng, phương pháp chữa trị duy nhất bây giờ là ghép gan. Như vậy nếu không có gan thì còn bao lâu? Ít nhất là 3 tháng. Mirana, em nghe nè, tụi mình chia tay đi em. Anh đang nói nhảm như vậy hả? Mỗi khi nghĩ vậy ba, anh lại không thể ở bên em được. Đống thuốc trong thùng rác này là sao? Cả máu nữa. Đống thuốc này có liên quan tới chuyện con chảy máu mũi đúng không? Rốt cuộc bác sĩ đã nói gì chứ? Mirana, đùa rê bị sơ gan giai đoạn cuối. Mẹ đang nói cái gì vậy hả? Cũng vì chuyện đó nên cô rê nó mới muốn ly hôn với con, không muốn con đau khổ gì đó. Mẹ xin con hãy giúp cô rê, con phải cứu lấy thằng bé. Tôi nghe nói là con trai bà hiện đang bị bệnh nghiêm trọng. Tôi có thể hiến gan cho cậu ấy hay không? Anh nói gì chứ? Bác sĩ, phải làm sao để giúp cho cô rể đỡ hơn? Thời gian rất ngắn, phải tìm được người có gan tương thích sớm. Đó là việc quan trọng, cần phải nhanh chóng làm ngay từ bây giờ. Xin hãy giúp tôi. Xin anh hãy hiến gan cho cô rể. Xin anh cứu con trai cô rể của tôi. Em lập tức đăng ký kết hôn với người đó đi. Sao tự nhiên chị lại đổi ý? Người hiến gan cho cô rể nhà mình là tài xế gan. Phẫu thuật cho Kang-soo-in đã xong rồi. Còn cô rể thì sao? Bây giờ vẫn còn phẫu thuật. Em sẽ ở đây coi chừng thai cho chị. Chị phải nghỉ ngơi một chút đi chị à. Dù gì ba chị cũng sắp tỉnh lại rồi. Chị phải ở đây phòng lúc ba gọi chị nữa. Tài xế Kang vẫn chưa tỉnh lại hả? Dạ, anh trai con cũng đang dần được hồi phục rồi. Chỉ còn tài xế Kang thôi. Cậu Dân Huynh ơi, tôi thật sự rất xin lỗi cậu. Tôi đã hại cậu phải sống dở chết dở. Đồ tràn à. Ba, ba cho con chút, con đi gọi bác sĩ nha. Tên của chú là gì, nói cho tôi nghe coi. Tôi tên là Kang-soo-in. Bệnh nhân Kang-soo-in đã tỉnh táo lại rồi. Có thể không? Đồ tràn. Ba nghe đây. Ba nghe nói bà đang ở chỗ của con. Là tôi đây. Anh tỉnh lại từ lúc nào vậy? Tôi vừa mới tỉnh lại. Xin chủ tịch tới bệnh viện ngay và đưa cả phu nhân tới đây giúp cho tôi. Không biết là anh muốn nói chuyện gì. Từ hôm nay trở đi, bất cứ khi nào bà có biểu hiện bị đãng trí thì cũng mong mọi người đừng gọi cho con gái tôi làm gì nữa. Chú à, tôi quyết định ra đầu thú. Kim Dân Huynh không giết người đàn ông đó, tôi mới chính là hung thủ. Tức là lúc đó chú cố tình đủ ăn cho ba vợ của tôi sao? Em trả lời điện thoại đi Doran. Chú Giang Dân Đan đó đã đi đầu thú rồi. Ba của em đúng là đã bị oan đó. Em hỏi tin nhắn anh vừa gửi là sao? Thì đúng là như vậy đó. Vụ án năm đó ba em bị kết tội oan. Còn sao vậy? Đã có chuyện gì? Ba không phải là kẻ giết người đâu. Năm đó ba đã bị buộc tội oan. Con đang nói cái gì vậy hả? Ông chú vô giờ cư đó đã thú nhận tất cả mọi chuyện rồi ba. Ba không giết ai hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.